Cơ sở chế tác đá cảnh, tư vấn và thiết kế thi công cảnh quan sân vườn Phạm Công Tiến xin kính chào quý khách hàng yêu thích nghệ thuật thú chơi hoặc non bộ hồ coi trên toàn đất nước. Hôm nay giữa tháng 2 dư năm 2023 năm Quý Mão, thêm một tác phẩm đề nghiệp nữa cho Công Tiến cùng anh em. Công Tiến xin ghi lại ngắn clip này làm thông điệp gửi tới quý khách hàng trên toàn đất nước. Công Tiến đã đủ duyên được trở về tới xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, thi công tiểu cảnh mini trước sân cho gia đình nhà anh Thắng. Vâng, thông qua clip ngắn này, các anh chị có thể hình dung được thêm một lần nữa nghệ thuật nối tiếp những tác phẩm nghệ thuật mà Công Tiến kiến tạo từ lý thuyết đến thực hành. Giờ đây chính thức sản phẩm đã hoàn tất và bàn giao cho gia chủ. Thông qua clip ngắn này, các anh chị có nhu cầu được tư vấn thiết kế cảnh quan sân vườn tiểu cảnh hồ coi xin liên hệ cho chuyên gia phong thủy ứng dụng Công Tiến theo số điện thoại 0982 519933 để Công Tiến có duyên được chia sẻ cho quý vị nhiều hơn. Vâng, kính thưa quý vị, một không gian không lớn chỉ với 15m2 thôi nhưng cũng đủ để gia chủ có thể tận dụng góc sân thiết kế một hòn non bộ mini với một hồ coi thủy sinh mini. Diện tích của hồ coi kỳ này được Công Tiến thi công ra cho gia chủ có diện tích là 12 khối, tương đương với 12m2 của phần mặt nước, và trong tổng diện tích là 20m2. Các anh chị có thể nhìn thấy thực tế những tấm đá non bộ bằng chất liệu đá tuyết sơn được Công Tiến hình thành rất là vừa vặn tỷ lệ xinh xắn trong khuôn viên. Anh Thắng gia chủ sinh năm 1970, có niên mệnh là kim, và đá tuyết sơn là một chất liệu hoàn toàn hợp phong thủy với tuổi mệnh của gia chủ. Đá sở hữu một tông màu trắng chủ đạo và chỉ đen, đây chính là ngũ hành tương sinh, trung hòa với bản mệnh của gia chủ. Bằng phía bên ngoài hồ, như các anh chị cũng có thể nhìn thấy thực tế, Công Tiến đã thiết kế một bờ của hồ thủy sinh uốn lượn nghệ thuật giả suối, và phía bên trong là hòn non bộ. Bằng tất cả phần mặt nước lúc này anh em mới đưa vào vận hành và sử dụng cũng phải mất một thời gian nhất định thì nước mới có thể trong. Mà không quan trọng quý khách hàng ở đâu, dù xa hay gần, làm lớn hay nhỏ, việc có duyên được gặp gỡ, được chia sẻ và được tư vấn cho quý khách hàng yêu thích nghệ thuật sẽ luôn là nguồn vui, nguồn động lực cho Công Tiến. Bằng một không gian thủy sinh mini tuy không lớn nhưng cũng đủ để toát lên được tất cả những giá trị nghệ thuật tinh tế trong không gian sống. Bằng một hồ thủy sinh đủ và vừa một hòn non bộ thác nước không lớn nhưng cũng đủ để cho không gian toát lên những nghệ thuật tế nhị, dí dỏm và tinh tế. Vâng, Hưng Yên là một trong những địa danh Công Tiến rất là nhiều duyên trong năm Nhâm Dần 2022 vừa qua. Công Tiến đã ghi được rất nhiều dấu ấn và hy vọng trong tương lai, thời gian tới sẽ có nhiều duyên hơn với quý khách hàng của khu vực tỉnh Hưng Yên nói riêng cũng như quý các anh chị trên toàn quốc. Vâng, việc có một tiểu cảnh mini trước sân sẽ luôn là một nguồn vui, nguồn cảm xúc cho gia chủ sau mỗi tháng ngày lao động vất vả. Việc được về hưởng thụ, chiêm ngưỡng và chơi đùa với đàn cá phía dưới hồ sẽ luôn là một nguồn động lực, một nguồn an yên, vui thú cho gia chủ. Vâng, các anh chị có nhu cầu được tư vấn thiết kế thi công cảnh quan sân vườn, hồ thủy sinh, hồ cá coi, hồ non bộ, xin liên hệ cho Công Tiến theo số điện thoại 0982 519933 để Công Tiến có cơ duyên chia sẻ cho quý vị nhiều hơn.